xe ô tô của bạn đang lưu thông bỗng nhiên chết máy hoặc gặp trục trặc kỹ thuật, bạn rất cần sự trợ giúp. Tuy nhiên, không phải lúc nào bạn cũng dễ dàng tìm được sự trợ giúp, đặc biệt trong lúc đêm tối, mưa bão hay ở nơi rừng núi heo hút. Thấu hiểu những khó khăn, lo lắng đó, Bảo Việt sẽ triển khai dịch vụ cứu hộ giao thông miễn phí tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An và nhiều địa bàn khác. Dịch vụ cứu hộ miễn phí áp dụng cho các loại xe ô tô chở người dưới 24 chỗ ngồi hoặc xe tải dưới 3 tấn đang tham gia bảo hiểm vật chất tại Bảo Việt. Gặp sự cố trong phạm vi bán kính 70 km tính từ trung tâm cứu hộ mà lái xe không thể tự khắc phục được. Với những khách hàng chưa thuộc diện cứu hộ miễn phí, chúng tôi sẵn lòng tư vấn, giới thiệu những địa chỉ cứu hộ chất lượng, giá cả hợp lý để bạn tham khảo và sử dụng dịch vụ. Chỉ với 5 bước tham gia dịch vụ đơn giản. Bước 1, gọi đến đường dây nóng của chúng tôi, trung tâm cứu hộ Bảo Việt. Bước 2, cung cấp thông tin theo hướng dẫn của chuyên viên tư vấn. Bước 3, phối hợp với kỹ thuật viên của trung tâm để khắc phục sự cố. Bước 4, yêu cầu cứu hộ trong trường hợp không tự khắc phục được. Bước 5, phối hợp với trung tâm cứu hộ hoàn tất các thủ tục cần thiết. Ngay khi xảy ra sự cố, hãy gọi tới đường dây nóng của chúng tôi theo số 1900 558 899 hoặc 043 573 0505 để được hỗ trợ kịp thời. Bảo Việt cam kết huy động lực lượng và phương tiện cứu hộ tới hiện trường trong thời gian ngắn nhất.